rất nhiều. Và xin quý vị cho bên nhạc anh Hiền Năng một tràng pháo tay thật lớn nữa không ạ? Bên nhạc đó rất là hay đúng không quý vị? Và âm thanh hôm nay cũng rất là hay nữa. Nhạc Hồng xin cảm ơn người làm âm thanh hôm nay rất là hay, ánh sáng cũng đẹp. Nhưng mà vì phần đầu, ban tổ chức bảo rằng là ca sĩ chúng em hát những nhạc phẩm thưởng thức, cho nên em không được hát nhạc nhộn, nhạc quậy. Bây giờ em sẽ hẹn phần sau được không quý vị?